Chào đón quý vị khán giả đến với lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam năm 2022. Chúng ta đang thấy ở trên sân khấu rất nhiều những gương mặt quen thuộc đã đồng hành nhiều năm cùng với giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng chúc cho sự đồng hành, sự kết hợp này sẽ luôn kéo dài và thành công hơn nữa. Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất tôi xin được công bố đó là Vũ Thị Hoa. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2022, Quốc Văn Khang. Và tôi xin chúc mừng tiền đạo Ri Mario. Quả bóng đồng Futsal Nam năm 2022 thuộc về Châu Đoàn Phát. Xin chúc mừng Châu Đoàn Phát. Quả bóng bàn Futsal Khổng Đình Hùng. Xin chúc mừng Khổng Đình Hùng. Chúc mừng Hồ Văn Ý. Xin chúc mừng thủ môn Hồ Văn Ý, người đã bắt gọn quả bóng vàng quốc gia năm 2021. Và sang năm 2022 này, Hồ Văn Ý vẫn giữ vững phong độ của mình, tiếp tục bắt gọn quả bóng vàng quốc gia. Giành được giải thưởng quả bóng đồng nữ năm 2022 đó là Nguyễn Thị Bích Thùy. Quả bóng đồng nam năm 2022 đã thuộc về cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức. Chủ nhân của danh hiệu quả bóng bạc nữ Việt Nam 2022, chúc mừng cầu thủ Trần Thị Thùy Trang. Chúc mừng Thùy Trang. Chúc mừng cô gái. Quả bóng bạc năm 2022 đó là Nguyễn Tiến Linh. Chúng tôi xin được chúc mừng cầu thủ Nguyễn Tiến Linh và cầu thủ Trần Thị Thùy Trang với hai giải thưởng quả bóng bạc nam và quả bóng bạc nữ năm 2022. Tôi không chắc là có nhiều cầu thủ, thậm chí là tại châu Âu, có khả năng làm những điều như Huỳnh Như thể hiện. Thứ mà cô ấy cần phải cải thiện nhất chỉ là về mặt thể lực mà thôi. Nhìn chung, cô ấy là một tuyển thủ vượt trội về phẩm chất trên sân. Vâng, xin chúc mừng Huỳnh Như. Quả bóng vàng nữ năm 2022. Và đây là lần thứ 5 Huỳnh Như giành được giải thưởng này. Trên sân khấu lúc này là ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, và nhân vật chính của chúng ta Huỳnh Như với lần thứ 5 được vinh danh, rất xứng đáng. Chúc mừng Huỳnh Như. Đây là chiếc áo mà Như đã ghi 2 bàn thắng và nhận MVP trong vòng đấu thứ 6 với câu lạc bộ Famalicão. Và Như muốn gửi chiếc áo này đến báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúc mừng Nguyễn Văn Quyết, quả bóng vàng Việt Nam năm 2022.